Götze hồi sinh trong màn áo PSV. Tiền vệ người Đức tỏa sáng trong trận thắng 3-1 của PSV trước Kuyssel ở vòng 23 giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ở vòng 23, PSV chạm trán đối thủ trực tiếp Kuyssel. Đoàn quân của huấn luyện viên Roger Schmidt sớm đối mặt với nhiều khó khăn khi để đối thủ dẫn trước chỉ sau 4 phút bóng lăn. Sau gần 2/3 trận đấu chơi bế tắc, huấn luyện viên Schmidt quyết định tung Mario Götze vào sân ở phút thứ 64. Cầu thủ người Đức ngay lập tức xoay chuyển cục diện trận đấu. Cựu sao Dortmund tham gia vào cả 3 bàn thắng, qua đó giúp PSV ngược dòng chiến thắng 3-1. Götze là người thực hiện đường truyền, mở ra pha bóng dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của Malen. Phút thứ 86, Götze trực tiếp ghi bàn cho PSV, dẫn gỡ 2-1. Cầu thủ người Đức chạm bóng tinh tế ở kỳ ly gần để ghi bàn, dù thủ môn của Witzel đã khép góc. 2 phút trước khi trận đấu khép lại, Götze kết liễu Witzel bằng pha đệm bóng đơn giản sau đường kiến tạo của Rai Thomas. Götze chỉ chơi hơn 20 phút nhưng lại đánh giá là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận đấu. Theo Wolfsburg, Messi người Đức nhận được 8,2 điểm, ngang bằng tiền đạo Malen. Götze truyền chính xác 90% và chỉ cần 2 cú dứt điểm để có 2 bàn thắng. Nhà vô địch World Cup 2014 đang hồi sinh mạnh mẽ kể từ khi đấu quân cho PSV. Sau 9 lần ra sân, Götze đã ghi tổng cộng 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Ở 3 đấu trường mùa này, PSV thắng 11 trong 14 trận có mặt Götze trên sân. Khi cầu thủ sinh năm 1992 này không có mặt, đội chủ sân Philip chỉ thắng 7 trên 14 trận. Mà trình diễn ấn tượng của Götze giúp PSV tiếp tục bám đuổi Ajax Amsterdam trong cuộc đua song mã đến chức vô địch. Thầy trò huấn luyện viên Schmidt đang có 50 điểm, kém bình địch 6 điểm. Hà Lan báo giá mức lương khủng cho Man City, MU và Chelsea. Tiền đạo Erling Haaland được cho đã yêu cầu mức lương lên tới 300.000 bảng mỗi tuần cho các câu lạc bộ muốn theo đuổi anh như Man City, MU hay Chelsea. Thêm vào đó, anh cũng muốn một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Haaland đang là một trong những mục tiêu được săn đón nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Mặc dù mới 20 tuổi, nhưng anh đã vươn tầm trở thành sát thủ hàng đầu châu Âu. Tính riêng tại mùa giải này, cầu thủ người Na Uy đã ghi tới 27 bàn chỉ sau 25 trận ra sân trên bảng đấu trưởng cho Dortmund. Rất nhiều ông lớn ở châu Âu muốn có sự ủng hộ của Haaland. Trong đó đương nhiên không thể thiếu các đại gia Premier League như Man City, MU hay Chelsea. Người đại diện của Hà Lan là siêu cò Mino Raiola mới đây đưa ra thông báo về chi phí để có được sự ủng hộ của tiền đạo này. Theo đó, các bên quan tâm cần đưa ra một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm mức lương lên tới 300.000 bảng mỗi tuần. Điều này có nghĩa đội bóng mới sẽ phải chi ra 7-8 triệu bảng chỉ để hóa đơn tiền lương cho Hà Lan trong hợp đồng, một khoản tiền khổng lồ. Đó là chưa kể đến mức phí chuyển nhượng. Mặc dù Hà Lan có điều khoản mua đất chỉ sau 8 triệu bảng trong hợp đồng với Dortmund, nhưng điều khoản này chỉ được kích hoạt trong hè 2022. Kane có thể theo chân Pochettino tới PSG. Sau khi tiền trưởng của Tottenham, Maurizio Pochettino gia nhập PSG, một ngôi sao khác của đội bóng nước Anh là tiền đạo Harry Kane có thể cũng làm điều tương tự. Theo Daily Mail, Paris Saint-Germain đang nghiêm túc tính đến việc chiêu mộ Harry Kane ngay trong mùa hè năm nay để phòng ngừa việc mất Neymar và Mbappe về tay Barca hay Real Madrid. Dù Kane đang là đội trưởng của Tottenham, sao không vì thế mà có thể xem nhẹ tính khả thi trong kế hoạch của PSG? Bởi với ngân sách không đáy của mình, Paris Saint-Germain đủ sức đưa ra cái giá khiến Tottenham khó mà từ chối. Cái giá đó theo Daily Mail sẽ vào khoảng 150 triệu bảng. Trong bối cảnh dịch bệnh tàn phá sâu sân cỏ châu Âu, việc một đội bóng dám chi ra 150 triệu bảng mua cầu thủ là vô cùng hiếm hoi. Và ngược lại, với bất cứ câu lạc bộ nào, chừng ấy tiền chảy vào két là thực sự lớn trong hoàn cảnh các nguồn thu khác đã bốc hơi vì Covid-19. Đáng kể hơn, dưới bàn tay của huấn luyện viên Jose Mourinho, Spurs hóa ra vẫn chưa thể đổi đời. Họ thậm chí rơi xuống vị trí thấp hơn cùng kỳ mùa trước. Cảnh phú quý giật lùi ấy chắc chắn cũng tác động tiêu cực tới Kane, nhất là khi đội bóng này đang dồn cả gánh nặng ghi bàn lên vai anh và người đã gặp Son Heung-min. Rồi Tottenham để đến một đội bóng toàn sao như PSG, vì thế là lựa chọn không hề tồi cho Harry Kane. Ở đó anh sẽ nhận được mức lương khủng hơn, được tái ngộ với ông thầy từng gắn bó 5 năm trời và không phải chịu áp lực gánh team một cách quá nặng nề như hiện nay. Hàng thủ Liverpool đến lượt Henderson chấn thương. Thua Everton 0-2 ngay tại sân nhà, Liverpool lại càng suy sụp khi hậu vệ thủ quân Jordan Henderson chấn thương. Chưa biết sẽ bình phục sớm hay muộn. Nhắc đến thất bại của Liverpool ở Premier League mùa này là phải nhắc đến vận nạn chấn thương thật sự ám ảnh.
Trận gặp Everton ở lượt đi tháng 10/2020 chính là cột mốc mở ra thảm họa cho Liverpool khi trung vệ Van Dijk chấn thương và anh chưa hề xuất hiện trở lại cái thời điểm đấy. Bình thường chỉ cần mất đi một Van Dijk đáng gọi là xuất sắc và quan trọng nhất trong đội, Liverpool đã khác. Đằng này Liverpool mất sạch trung vệ chứ không chỉ là Van Dijk. Cả ba trung vệ thứ thiệt là Van Dijk, Gomez và Joao Matip đều nằm trong danh sách chấn thương và không thể ra sân vòng đấu cuối tuần qua. Fabinho vốn là tiền vệ được cải biên thành trung vệ, xuất sắc chẳng kém các trung vệ trụ cột, cũng đang thuộc diện đương nhiên vắng mặt. Bây giờ đến lượt thủ quân Jordan Henderson chấn thương trong trận gặp Everton. Bản thân Henderson cũng là một tiền vệ bất đắc dĩ lùi sâu về đá trung vệ. Henderson chấn thương sau va chạm với Doucoule ở hiệp 1. Anh cố gắng thi đấu tiếp sau khi được bác sĩ chăm sóc, nhưng rút cuộc cũng phải rời sân ở phút thứ 30. Điều đáng ngại cho Liverpool là chấn thương của Henderson xem ra không hề nhẹ. Tuy chưa xác nhận điều gì, nhưng huấn luyện viên Klopp nói sau trận đấu, không ai trong bộ phận y tế của Liverpool tỏ ra lạc quan với những ghi nhận ban đầu. Mason Mount, điểm sáng của Chelsea. Trong màn trình diễn thất vọng trên sân Southampton, Chelsea vẫn có một điểm sáng là Mason Mount. Nếu Timo Werner vẫn vô duyên như thường lệ, Tammy Abraham thì nhấn thương và phải rời sân ngay hiệp 1. Callum Hudson-Odoi bị Tuchel chỉ trích công khai thì gần như chỉ có một mình Mao là người duy nhất trên hàng công The Blue chơi tốt. Chính Mao là người đi bóng khiến Danny Ings phạm lỗi, từ đó kiếm được quả phạt đền. Rồi cũng chính Mao thực hiện thành công quả 11m để mang về bàn gỡ cho Chelsea. Mọi tình huống tấn công sáng nước nhất của The Blue sau đó cũng đều qua chân Mao. Trong đó pha đột phá bên cánh trái rồi truyền vào như đặt cho Leighton James mở ra cơ hội ghi bàn tuyệt vời. Nhưng James đã sút bóng lên trời. Tổng cộng Mao có 2 lần dứt điểm, 2 đường chuyền quyết định và 3 lần lừa bóng thành công. Chính anh là người được Woodstock bầu là cầu thủ hay nhất trận. Không chỉ ở mặt trận tấn công, Mason Mao còn đóng góp rõ rệt vào cách vận hành lối chơi chung của Chelsea. Bởi anh là người luôn chịu khó di chuyển, passing ngay phần sân của Southampton. Sự năng nổ nhiệt huyết của Mason Mao là điều mà Tuchel luôn đòi hỏi ở các học trò. Trong trận đấu đầu tiên của Tuchel trên cương vị huấn luyện viên Chelsea, Mason Mount đã phải ngồi dự bị. Thời điểm ấy không ít người nghi ngờ tương lai của cậu học trò cương dưới thời Frank Lampard. Ngay sau đó, Mount đã chính trong cả 5 trận gần nhất ở Premier League. Tiền vệ người Anh sớm xác lập vị thế trụ cột của thời huấn luyện viên Tuchel. I'm finally saying I'm up now.